Xin kính chào tất cả các anh chị em của Trung tâm Nhạc Vàng Nhạc Trữ Tình Hà Nội. Trong cái đam mê về nhạc trữ tình và nhạc vàng thì chúng ta đã có những đề tài như là tình yêu này, tình quê hương. Nhưng có một cái đề tài rất là đặc biệt mà chúng ta không thể không nhắc tới, đó chính là đề tài về người lính và tình lính. Trong tân nhạc Việt Nam trước và sau năm 75 có ba nhạc sĩ sáng tác về lính rất là nổi tiếng, là nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, nhạc sĩ Lam Phương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Hôm nay Mai Trần xin được trân trọng gửi tới tất cả các anh chị em một trong những nhạc phẩm viết về lính nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Bài hát có tựa đề là Chiều Mưa Biên Giới. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em. Anh đi về đâu? Sao còn đứng ngóng nơi gian đâu? Kia rừng chiều ấm u rét mướt, chờ người về vui trong giá buồn. Người về bơ vơ. Tình anh theo đám mây trôi. Lưng trời nhớ sáng mây vàng, cờ về chiều tung bay bấm phơi, gợi lòng này thương thương nhớ nhớ bầu trời xanh lớn. Đêm đêm chiếc bóng bên trời, vầng trăng xé đôi vẫn in hình bóng một người xa xôi, cánh chim tung trời một vùng mây nước, cho lòng ai thương nhớ ai. Về đâu anh hỡi, mưa rơi chiều này, lưng trời nhớ sáng mây vàng, đường dần chiều cô đơn chiếc bóng, người tìm về trong hơi áo ấm, hơi niềm xa xăm, người đi khu chiến thương người thương, màu áo cưới ra xa trường, lòng chân còn tơ vương khánh tương, thì đường trần mưa mây gió buồn còn nhiều anh ơi. Đêm đêm
Chị em một buổi tối rất là vui vẻ và mạnh khỏe.